Ủa má. Má. Ủa anh. Má qua đây hồi nào vậy? Má mới ra. Phương, em xuống làm ly chanh nóng cho má nha. Dạ. Thôi khỏi. Má mới uống nước rồi, đừng làm mắt cong con. Con cũng tính đưa vợ con qua thăm má, chứ để mấy bữa nữa con đi học sợ không có thời gian. Ủa, ai đưa má qua đây vậy? Đưa đón chị mắc công, má tự đi được mà. Anh, hồi nãy má có nói với em là từ giờ má sẽ qua ở với vợ chồng mình một thời gian đó. Thiệt hả má? Con mừng quá má. Sắp tới con phải lên thành phố học một thời gian. Một năm cũng phải tập trung 3 đến 4 tháng. Con sợ vợ con ở có mình à. Nay có má qua rồi thì tốt quá. Má chỉ sợ làm phiền hai vợ chồng con thôi. Có phiền gì đâu hả má? Tụi con còn vui nữa mà. Phương nè, từ nay em không phải buồn và cô đơn khi anh vắng nhà rồi nghe. Có má anh bầu bạn, em sẽ vui hơn nhiều đó. Đừng có nghĩ má anh lớn tuổi mà tưởng bở. Trong bụng của má là một kho ca dao tục ngữ luôn đó. Tự nhiên giờ lại có bà má chồng chen ngang vào cuộc sống của vợ chồng mình, chán chết đi được. Em ơi, chắc má đói bụng rồi đó, coi dọn cơm ăn đi em. Dạ.